MC Quyền Linh có hành động đầy ý nghĩa khi tặng số tiền hỗ trợ cho cặp vợ chồng tí hon. Trong chương trình Tiền Khéo Tiền Khôn, MC Quyền Linh quyết định sẽ gửi tặng số tiền từ thiện bằng đúng số tiền mà người chơi Văn Hùng giành được. Theo đó, tập 2 tại chương trình Tiền Khéo Tiền Khôn sắp lên sóng tới đây vào ngày 14 tháng 2. Hai người chơi tham gia là hai vợ chồng tí hon tên Văn Hùng Diễm My với dáng vóc nhỏ của thiếu nhi. Nam MC Quyền Linh đã có màn giao lưu với Văn Hùng và thực sự bất ngờ với tuổi thật của anh chàng này. Được biết dù nhìn vô cùng bé nhưng Văn Hùng năm nay đã 34 tuổi. Kể về chuyện tình của mình Văn Hùng cho biết. Anh quê ở Nghệ An, vợ quê ở Ninh Thuận. Diễm My xem chương trình truyền hình thấy Văn Hùng và biết về trung tâm nghị lực sống. Cô tò mò là tại sao có một người cũng nhỏ nhỏ như mình. Từ đó Diễm My tìm cách liên lạc với Hùng và cả hai quen nhau từ đó. Khi được hỏi về việc chi tiêu số tiền sau khi tham gia chương trình, Văn Hùng cho biết anh sẽ gửi tặng quỹ của Trung tâm Nghị lực Cuộc Sống. Điều này đã chạm đến trái tim của nhiều khán giả và MC Quyền Linh. Nam MC đã quyết định sẽ gửi tặng số tiền mà Văn Hùng giành được sau khi tham gia. Đây không phải là lần đầu tiên MC Quyền Linh dùng tiền cá nhân của mình để tặng thêm cho thí sinh. Anh từng ghi dấu ấn đẹp bởi những hành động thiết thực hay những lần ăn gian ngay trên sóng truyền hình để hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn chính vì đức tính tốt đẹp đó mà nam mc quyền linh đã giành được nhiều sự yêu mến của khán giả khắp cả nước